Kính thưa các quý thầy cô, các vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp thân mến, đúng như bạn Thu Hằng đã nói những cái lời đầu tiên, cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt là một cái bệnh rất hay gặp ở nam giới. Cái tỷ lệ mắc thì rất là cao. Thì tuy nhiên thì các nước đang phát triển như Việt Nam thì cái khi mà phát hiện bệnh thì cái tỷ lệ mà đã bệnh nhân đã ở cái giai đoạn di căn xa là khá là cao so với các nước phát triển. Thế do vậy là cái chủ đề về ung thư tuyến tiền liệt thì là luôn là một cái chủ đề nóng và đòi hỏi các bác sĩ về ung thư học là phải thật nắm chắc, nắm vững về cơ chế bệnh, về chẩn đoán, về tất cả các vấn đề để đưa ra một cái hướng điều trị cho bệnh nhân đối với từng giai đoạn cho nó thật chính xác. Thì sau đây tôi cũng xin phép được trình bày gọi là những cái điểm cơ bản của bệnh ung thư tuyến tiền liệt nói chung và cái định hướng cho một cái điều trị về ngoại khoa đối với giai đoạn ung thư tuyến liệt giai đoạn khu trú. Về ung thư tuyến tiền liệt thì một cái tên có thể chúng ta cũng gọi khác được là ung thư biểu mô tuyến tiền liệt. Ngoài cái ung thư biểu mô tuyến tiền liệt thì còn một vài cái thể khác chúng ta rất ít gặp thôi là ung thư thần kinh nội tiết và hoặc là sarcom. Về dịch tễ học ung thư tuyến tiền liệt thì đây chúng ta thấy là cái số ca mắc mới ở trên thế giới là 161.350 ca, chiếm tổng số 96% trong tất cả các loại bệnh ung thư. Và số ca tử vong là 25.730 ca, chiếm tỷ lệ 4,4%. Như vậy đây là con số chúng ta chỉ so sánh với hai cái con số tỷ lệ phần trăm thì thấy rằng là cái tỷ lệ phát hiện bệnh mới là 9,6 nhưng mà tỷ lệ tử vong là 4,4. Như vậy cũng thấy được một cái ý nghĩa nói lên rằng là cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt là bệnh tiến triển âm thầm và có phần tiên lượng khá hơn so với một số bệnh ung thư khác. Ở các nước phát triển thì do các nước phát triển có cái điều kiện sàng lọc tốt, do vậy là các nước bạn phát triển thì phát hiện ở giai đoạn sớm, chúng ta thấy giai đoạn khu trú là 79%, như vậy là cực kỳ cao, và giai đoạn di căn xa chỉ có 5% thôi. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thấy là 3 phần 4 khi bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì đã ở cái giai đoạn di căn xa rồi. Đây là một thách thức cực kỳ lớn cho các nhà ung thư học của Việt Nam nói chung. Về chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì đầu tiên cái xét nghiệm đầu tiên đầu tay của chúng ta đối với các bác sĩ về ung thư hoặc bác sĩ nói chung là cái xét nghiệm PSA. Cái này thì các bạn chắc là đã quá biết rồi. Thì ngoài cái nguyên nhân cái tức là cái nguyên nhân gây lên làm cho cái chỉ số PSA tăng thì trong đó có một số bệnh lành tính, u xơ lành tính tuyến tiền liệt, về độ tuổi, về một vài cái loại ung thư khác. Cái vai trò của xét nghiệm cái chỉ số PSA thì chúng ta cũng phải biết rõ là có ba cái vai trò chính là chúng ta sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi trong quá trình điều trị và sau điều trị. Về thang điểm PSA thì chúng ta cũng có rất là nhiều thang điểm, ví dụ như tỷ lệ giữa PSA tự do và trên PSA toàn phần, thế rồi mật độ PSA, thế rồi thời gian nhân đôi. Cái này thì rất là cần trong cái quá trình theo dõi điều trị, và ngoài ra có chỉ số phi. Thì hướng dẫn chỉ định xét nghiệm PSA thì trong cái mảng sàng lọc thì chúng ta phải chú ý về độ tuổi, thì những cái bệnh nhân là 45 tuổi trở lên ở trong nhóm nguy cơ cao. Nguy cơ cao ở đây thì chắc các bạn cũng biết rồi là với những người đàn ông có người trong huyết thống bị ung thư tuyến tiền liệt thì được khuyến cáo là 45 tuổi trở lên là sẽ cần phải đi sàng lọc, và đầu tiên là xét nghiệm PSA và sàng lọc ở trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng một lần. Thế ngoài ra thì còn để sử dụng để theo dõi và điều trị và sau điều trị triệt căn, và ngoài ra là trong quá trình điều trị ADT. Về chẩn đoán mô bệnh học thì chúng ta cần phải sinh thiết tuyến tiền liệt. Cái này thì chắc chắn phải có. Nếu các bạn theo dõi ở đây, có các bạn ở tuyến tỉnh, tuyến huyện
thì những cái nơi mà chúng ta chưa có hoặc là chưa thể gọi là triển khai được cái sinh thiết u tuyến tiền liệt thì các bạn cố gắng làm sao đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán, chắc chắn phải có tiêu chuẩn vàng. Thì chúng ta cố gắng, đây là một cái thủ thuật thì cũng rất là đơn giản thôi, nhưng tuy nhiên thì các bạn ở tuyến tỉnh tuyến huyện cố gắng sẽ triển khai được những cái thủ thuật này để chúng ta chẩn đoán. Thế và chỉ định thì đầu tiên là cái chỉ số PSA là trên 4 nanogram trên ml, và ngoài ra thì trên siêu âm và chụp cộng từ là có tổn thương nghi ngờ. Về phương pháp sinh thiết thì chúng ta có thể sinh thiết qua trực tràng hoặc là sinh thiết qua tầng sinh môn, nhưng hiện tại thì ở Việt Nam đang sử dụng là cái sinh thiết qua trực tràng được sử dụng nhiều nhất. Về mặt giải phẫu bệnh thì khi mà các bác sĩ giải phẫu bệnh đọc thì chúng ta chú ý là đương nhiên là phải có cái thang điểm Gleason để chúng ta đánh giá về tiên lượng bệnh, định hướng điều trị, cái đấy là quan trọng nhất, và cái đánh giá mức độ biệt hóa của bệnh. Về chẩn đoán hình ảnh thì chắc các bạn cũng biết rồi, để mục tiêu là chúng ta đánh giá khối u về vị trí, kích thước, thế rồi đánh giá những cái chức năng cần thiết và định hướng cho cái việc sinh thiết, các phương pháp như là siêu âm, chụp cộng từ và chụp CT, cái này thì cũng đơn giản thôi. Về chẩn đoán giai đoạn và nguy cơ, cái này là cực kỳ quan trọng. Ngay ban đầu chúng ta cũng được giới thiệu rồi, nếu không chẩn đoán được giai đoạn, không chẩn đoán được nguy cơ thì chúng ta điều trị sẽ không đúng và bệnh sẽ không đỡ và tiếp tục tiến triển. Thì trong đó những cái yếu tố, những cái chỉ số mà chúng ta cần để chẩn đoán, dựa vào để chẩn đoán giai đoạn và nguy cơ, thì trong đó có tiến triển của khối u, di căn hạch, di căn xa, đặc biệt là cái chỉ số PSA và điểm Gleason. Qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá được là những cái ba giai đoạn về ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú, và chúng ta đánh giá nguy cơ của cái giai đoạn này thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn được cái phương án điều trị. Trong đó chúng ta chia ra những ba cái mức độ nguy cơ gọi là cơ bản thôi, thì tuy nhiên là có những cái hướng dẫn thì chúng ta chia ra những nhỏ hơn, nhưng mà chúng ta hiểu lấy một cái rất chung là chia ra làm ba cái nhóm nguy cơ là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Ngoài ra có ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn lan rộng tại chỗ, tại vùng, và thứ ba là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn muộn, tái phát và di căn. Về lựa chọn phương thức điều trị thì về tổng quan về điều trị thì như sau. Thứ nhất là chúng ta quyết định điều trị dựa vào cái gì, vào giai đoạn và độ biệt hóa như chúng ta vừa nói. Thứ hai là đánh giá lợi ích và nguy cơ khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp điều trị trên từng bệnh nhân. Và thứ ba là chúng ta cũng cần phải dựa vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và đặc biệt là cái mong muốn của bệnh nhân. Cái này ấy, thì chúng ta thấy là cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt là có một cái yếu tố để quyết định điều trị là mong muốn bệnh nhân. Có những bệnh chúng ta thấy bệnh ung thư thì không thể dựa vào mong muốn bệnh nhân được. Mong muốn bệnh nhân thì sẽ không đúng chỉ định chuyên môn. Thế nhưng mà cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt chúng ta thấy là có thể dựa vào mong muốn bệnh nhân được. Thì ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm, ví dụ như là ước tính thời gian sống thêm dựa vào tuổi và tình trạng sức khỏe. Cái này thì nó có công thức rồi. Về diễn biến của ung thư tuyến tiền liệt thì chúng ta cũng chắc cũng đã biết, thì nó có hai giai đoạn cơ bản là giai đoạn chưa di căn và giai đoạn có di căn. Thì trong giai đoạn chưa di căn thì đầu tiên là cái giai đoạn khu trú, thế rồi tái phát sinh hóa, thế rồi là kháng điều trị nội tiết nhưng chưa có di căn. Ngoài ra cái giai đoạn thứ hai là đã có di căn xa, thì chúng ta cái này chúng ta cũng đã có cái kiến thức cơ bản rồi. Về chiến lược điều trị ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú, chúng ta thấy phác đồ điều trị thì chúng ta có những cái phác đồ, có bốn cái phác đồ cơ bản. Thứ nhất là theo dõi, thứ hai là cắt tuyến tiền liệt toàn bộ triệt căn, thứ ba là xạ trị, và thứ tư là điều trị bổ trợ. Để đưa ra một trong cái bốn cái quyết định cho cái việc điều trị này thì chúng ta cần dựa vào một số yếu tố. Chúng ta thấy khá là nhiều yếu tố, trong đó có ba nhóm cơ bản. Thứ nhất là về người bệnh. Người bệnh thì chúng ta phải dựa vào tuổi, ước tính sống thêm như là trên chúng ta đã có cái công thức, bệnh lý phối hợp và nguyện vọng của bệnh nhân. Cái nhóm thứ hai là nhóm nguy cơ. Cái này thì cực kỳ quan trọng.
là chúng ta phải đánh giá được cái này là phụ thuộc hoàn toàn vào thầy thuốc, là chúng ta đánh giá được nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Và cái nhóm yếu tố thứ ba, cái này thì đúng là cũng là một cái yếu tố rất là khách quan. Ví dụ như phương tiện cơ sở điều trị, chúng ta có đảm bảo được cho một trong bốn cái phác đồ điều trị như trên hay không. Thứ hai là trình độ phẫu thuật viên, và cái thứ ba là nguy cơ và biến chứng khi mà mình áp dụng cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân, chúng ta phải cân nhắc. Về phác đồ chúng ta cũng có thể là đi cụ thể hơn. Đây là ba cái nhóm nguy cơ, là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao đã có tiêu chuẩn rồi. Tiêu chuẩn này thì các bạn cũng biết trong những cái kiến thức cơ bản. Thì ví dụ như nguy cơ thấp thì chúng ta có những cái phương pháp như phẫu thuật tuyến cắt tuyến tiền liệt triệt căn. Thứ hai là xạ trị, thứ ba là theo dõi. Có thể ba lựa chọn ba phương pháp. Nếu nguy cơ trung bình thì chúng ta có thể sử dụng phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn, xạ trị và phối hợp ADT trong vòng 2 năm. Với nguy cơ cao thì chúng ta thấy là có thể xạ trị hoặc là có thể phẫu thuật. Ở đây chúng ta thấy là có thể rồi ạ, tùy từng trường hợp cụ thể và điều trị ADT. Và cái chúng ta thấy một cái thống kê cái tỷ lệ tử vong do ung thư đối với từng nhóm nguy cơ. Ví dụ nguy cơ thấp chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong từ 0 đến 5%. Cái nguy cơ trung bình thì tăng lên 10 đến 2% và nguy cơ cao là đến 30%. Đây là cũng yếu tố để chúng ta tiên lượng được bệnh. Điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú thì đây chỉ là tóm tắt lại thôi, là thứ nhất là cắt tuyến tiền triệt căn, thì cái phương pháp để phẫu thuật thì có thể mổ mở, có thể phẫu thuật nội soi hoặc có thể phẫu thuật nội soi có hỗ trợ của robot. Và xạ trị thì có thể xạ trị ngoài, xạ trị áp sát. Và một cái phác đồ chung là điều trị bổ trợ ADT thì chúng ta căn cứ vào tùy từng trường hợp như đã nói ở trên. Việc cắt tuyến tiền liệt triệt căn thì về chỉ định thì chúng ta có những cái yếu tố mà chúng ta để mà đánh giá đưa ra một cái quyết định cắt tuyến tiền liệt triệt căn cho bệnh nhân. Đầu tiên là cái ước tính sống thêm thì chúng ta đã có công thức rồi, từ trên 5 năm đến 10 năm. Và cái giai đoạn là T1, T2, N0, M0 và T3A. Với giai đoạn T3A thì chúng ta lựa chọn phụ thuộc vào từng bệnh nhân cụ thể với hai cái chỉ số là PSA và độ mô học. Nguyên tắc là cắt toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh và kèm theo vết hạch vùng. Về tai biến, chúng ta có thể gặp những cái tai biến như chảy máu, huyết khối, tổn thương tạng lân cận, nhiễm trùng. Thế rồi về biến chứng thì cái này là có thể cái tỷ lệ xảy ra thì có thể là tiểu không tự chủ và rối loạn cương. Cái này là vấn đề thách thức. Cái biến chứng của cắt tuyến tiền liệt triệt căn là một cái thách thức đối với phẫu thuật viên chúng tôi. Cái này thì khi mà chúng tôi mà áp dụng được những cái phương pháp tiên tiến hơn trong cái phẫu thuật thì cái tỷ lệ biến chứng này có lẽ là cũng sẽ được giảm dần. Về phẫu thuật triệt căn thì đấy, chúng ta vừa nói rồi là có thể mổ mở. Trong mổ mở thì có thể mổ đường bụng hoặc là đường tầng sinh môn. Về mổ nội soi thì có thể là nội soi thông thường và hoặc là nội soi có hỗ trợ của robot. Về phẫu thuật giai đoạn tiến xa thì đây cũng chỉ là điểm qua thôi, là mục đích là chăm sóc triệu chứng, giải quyết các biến chứng như là dẫn lưu thận, niệu quản bằng quang, đặt sông di di, xuôi dòng ngược dòng hoặc là đổ xi măng cột sống nếu như mà có di căn cột sống làm xẹp đốt sống. Trên đây là cái nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi tâm điểm ngày hôm nay đối với cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt nói chung và ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn khu trú mà có chỉ định phẫu thuật. Xin cảm ơn các quý thầy cô và quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.